Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Thì tiếp tục hôm nay là em lên cho anh em cái lô chữ K nha anh em. Em lên cho anh em 12 máy ha. Thì anh em chốt thì nhớ giùm em cái mã hôm nay là K mấy. Đó, và gọi vào số điện thoại giùm em ha là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like nha anh em. Đó, rồi. Địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Anh em chốt máy không có cần phải đặt cọc tiền trước. Hàng đến nơi mình được quyền kiểm tra, test nổ xong mới trả tiền cho cái người giao hàng. Và em tặng kèm theo cho anh em tới 7 món phụ tùng là nghe anh em, là dây đeo, lưỡi cắt, tiếp mở Mugi, ổ phát cước, lục giác 4 và cản cỏ là 6 món. Và cái món thứ 7 là cái gom cỏ nghe anh em. Cái món thứ 7 là cái gom cỏ ha. Còn anh em nào không lấy gom cỏ thì nói thì em sẽ tặng nhớt nghe anh em. Đó, anh em là không lấy gom cỏ thì nhớ báo ở Linh ơi cho anh che nhớt, chứ đừng có đưa đi, chứ đừng có cho gom cỏ nha. Thì nhớ báo giùm em ha, chứ không thôi là lính em nó để cái nó đóng hàng nó để cái gom cỏ nha anh em. Anh em muốn lấy nhớt thì anh em phải nói giùm em một tiếng ha. Rồi, bên em bán thì giá này là bao ship hết rồi nha anh em. Anh em ở chỗ nào bên em cũng gửi hàng được hết ha. Đó, và hàng bên em bán á, tất cả là hàng bãi, hàng nghĩa địa, hàng Nhật và máy móc em bao gin cho anh em mình toàn bộ nguyên con hết nha. Còn cái nào có thai, có lai, có gì như thế nào thì bên em sẽ có báo cụ thể chi tiết ở trên video luôn. Đó, bởi vì anh em xem chốt hàng thì nhớ xem kỹ video. Và anh em có cái phần nào thắc mắc, không hiểu thì anh em phải hỏi trước khi mình cho cái địa chỉ ha. Hoặc là trên con máy, ví dụ như anh em chốt con máy này là giá 1,5 triệu thì bên em sẽ gửi chính xác con máy này. Đó ha, chính xác từ cái cần từ đầu bò tới đầu máy là nói chung trên con máy như thế này. Đó, bởi vì anh em nếu như mà có muốn thay đổi cái phần nào, hay là muốn yêu cầu thay đổi cái gì, hay là cái phần nào không hiểu thì nhớ báo trước. Chứ đừng có để mà em gửi hàng xong xuôi rồi đến là Linh ơi cái này gì kỳ, rồi cái tay lái gì kỳ, cái đầu bò gì kỳ, là bên em không có biết đường anh em. Tại vì zin nguyên bản bên Nhật làm sao về thì sẽ để như vậy bán cho anh em. Còn mình nếu như anh em muốn thay đổi, muốn like, muốn làm cái phần theo cái muốn của mình đó, thì phải nhớ báo trước giùm em cái phần đó ha. Em dặn rõ ràng cụ thể lắm rồi nghe anh em. Rồi, máy hôm nay em lên cho anh em gồm có là Mitsubishi T180 nè, Mitsubishi là 26 và 261, Makita 302, Kawasaki TZ27, Gilby, Komatsu 26, Magu 26, Magu 23 TMG, Magu 24, Magu 20, Echo và một con đầu tiên là một con Tanaka. Con này là bao đẹp, bao mới anh em, Tanaka 2 chân trống ha, nồng 30 ly, 20cc anh em. Con này máy nó phải gọi là như máy đập thùng luôn nha. Nó phải gọi là nó quá đẹp, nó quá tuyệt vời anh em. Cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP, cực kỳ xịn sò anh em. Nó cái dòng máy này á hầu như là em lên bao nhiêu là bán hết bao nhiêu, tại vì dòng máy này em bán rất là nhiều rồi, khách hàng rất lựa chọn cái dòng máy này. Tại vì á, thứ nhất là anh em để lâu ha, giật nó dễ nổ. Cái thứ hai là nó bốc mạnh và nó máy nó gọn nhẹ và nó cực kỳ là lợi xăng anh em. Con này là chạy chế tay đỏ nè, bởi vì cái tay đỏ là hỗ trợ cho anh em mình nó dễ nổ ha. Bật lên gì đóng ra, lên ra giật tầm 2 phát 3 phát nổ lên ra là nhảy về là chạy luôn anh em. Con này máy nó còn rất là đẹp, rất là mới nha. Bình xăng lớn là zin nguyên bản ha, ốc rồi nè, siêu đẹp nha anh em. Mà con này giá chỉ có 1,3 triệu thôi đó, bô đẹp nè anh em thấy không. Đó, con này là tum liền ha, công tắc nằm đây nè, hai tay lái ha, cần zin. Cái đầu bò hiện trạng nó đang thiếu, chừng em gấp zin cho anh em hết nha. Rồi, tiếp theo là qua con K2 nghe anh em. Con K2 này đến từ thương hiệu Kyrgyz Echo. Con này là 209, nồng của nó là 32 ly, 22cc nghe anh em. Dòng máy Kyrgyz Echo, dòng máy áo nhôm, áo sắt nè. Dòng máy này phải gọi là cực kỳ châu bò nghe anh em. Dòng này phải gọi là châu bò. Ở nó châu bò là như thế nào? Nó con máy nó rẻ tiền nhưng mà được cái chuyện bốc mạnh bền và đặc biệt là lợi xăng. Tại vì là chế của nó là chế zin, chế quả ga nó hao xăng với là nó rất là khó nổ. Bởi vì bên em á là lên cho anh em bộ chế hai kim mới, cực kỳ là dễ nổ và lợi xăng cho anh em ha. Con này về anh em xài gia đình rất là ngon nha. Xài gia đình phát cỏ cứng cứng lộ kê nè, đập cước là cũng ngon ha. Đó, và phát cỏ cho bò là rất là ngon nha anh em. Đó, đây 2009 ha, 209 nha anh em. Máy rất đẹp nha.
Đó, con này là tôm nhôm, tôm gà nhưng mà tôm của Echo ha. Anh em gắn được cho Echo là 209 là nó ha. 211, 212, 213, 251, 253, 250 và 260 tôm gà là anh em gắp vừa hết. Ốp eo nó không có, anh em gắn đầy đủ ha. Tay lái chưa có luôn, cần trắng cỏ đầu bò là bao gin. Tay lái thì thích tay nào gắn tay đó nha anh em. Rồi tiếp theo K3 nè. Thì cái con K3 nè, K4, K5, K6 luôn ha, là cái dòng máy Maguyama nha anh em. Đó, cái dòng máy Maguyama thì em cũng có giới thiệu với anh em rất là nhiều ha, hầu như là bữa nào cũng có giới thiệu hết. Là cái dòng máy Magu á, là cái dòng máy đề cao ha. Con máy mình nó cực kỳ bền nè. Thứ nhất là máy nó bền, thứ hai dễ nổ ha, lợi xăng, cái ổn định nó cao. Và đặc biệt hư sau này anh em thợ rất là dễ sửa chữa, rất là dễ thay đồ ha. Bởi vì anh em mới xài máy, mới sử dụng máy nên lấy Magu mà xài ha, nên lấy Magu mà xài, tại vì nó dễ nổ với lại nó ổn định cao, là hai cái đó là những anh em mới xài máy là cần thiết phải có nha anh em. Đó ha, con này là đồng 30 ly 20cc, con này giá của nó 1.3 triệu nha anh em, giá 1.3 triệu ha. Lốc dầm mắt in da băng nè, ở chế một kim quầm gồ ha, máy móc đẹp nguyên zin hết nha anh em. Ở tầm của nó hơi chày chày đi xíu, nói chung mà không có ảnh hưởng nha. Công tắc trên áo ha, tay lái thì anh em thích tay lái tròn một tay thì gáp ha, tay lái tròn một tay nạn diện anh em nó gọn, thích hai tay thì bên em sẽ gắn hai tay ha. Cần đầu bò zin hết nha anh em. Rồi tiếp theo là K4 nha anh em, con này là Magu 246 nha anh em, đồng của nó là 33 ly lần nha anh em, 24cc nha. Con này máy móc hình thức thì rất là đẹp ha. Con này giá 1.5 triệu nha anh em, con này em lên chế hai kim mới ha. Đó, chụp giật của nó là có trợ lực nhỏ nha. Đó, lốc có dập Malen sa băng luôn nha anh em, máy móc rồi là green nguyên bản hết, rất là đẹp nha anh em. Anh em lưu ý con này là đồng nó đến 33 ly nha anh em, 24cc ha, tum liền, máy đẹp, bô đẹp. Nói chung con này còn rất là mới ha. Hai tay lái ra chết, công tắc nó nằm trên tay luôn nha anh em. Càng trắng cỏ đầu bò zin hết luôn. K4 giá 1.5 triệu nha anh em. Đó, 33 ly, 24cc. Rồi tiếp theo là qua con K5 nha anh em. Con này là Magu 23. Ha, con này là Maguyama luôn, con này là 230, nồng của nó là 32 ly, 23cc. Thì cái con này thì cái tem chụp giật nó bị mất rồi nè, nó bị mất cái tem chụp giật rồi ha. Đó, nó bị chạy rồi. Thì cái bình xăng lớn em thay mới, còn bao nhiêu lại là đồ zin hết. Đó, và đặc biệt lớn cái con này á, là cần của nó là tum gời. Nghe anh em, cần của nó là tum gời, tum nhỏ, tum nhôm, tum 260. Anh em mình gáp vừa xịt thuốc nha, gáp vừa xịt thuốc ha. Nói chung là máy móc rồi là nguyên zin, dòng Magu rất là ổn định ha. Anh em nào mà có mà ý định gỡ ra gáp xịt thuốc thì mình lấy con này mình xài nha anh em. Nói chung máy thì cũng còn khá là liền lạc, khá là đẹp ha. Tay lái thì chưa gắn nha, anh em thích gắn cây nào thì em sẽ vô cái đó ha. Đây, 23cc. Cặn đầu bò rồi là trắng cỏ rồi là zin nha anh em. Tay lái chưa có nha, thích tay nào vô tay đó. K5 nha anh em, 1.5 triệu. Rồi tiếp theo là qua con K6 nha nè. K6 này thì cũng là cái dòng Magu luôn ha, nhưng mà đặc biệt con này là nồng của nó đến 34 ly, 26cc nha nè. Nồng của nó là 34 ly ha, 26cc. Cái phiên bản Magu này là đề cao nè nè, cái bô nó có giảm thanh ha, bô nó giảm thanh, nổ cực kỳ chắc nha nè. Nó nổ chắc nhưng mà lên dây cuối nó không có thét nha nè, mà được cái thì nó đầm máy ha. Và cái con này thì đề cao thì lóc nó không có đóng nha nè, đóng nó là cái hiệu du nè, ở cái hiệu hình vuông là hai với số seri thôi, nhưng mà bao cho anh em là hàng Nhật, hàng bãi đàng hoàng anh em, chứ không có hàng Trung Quốc gì đây nha, tại vì cái dòng máy Magu này không có đồ Trung Quốc nha anh em. Đó, áo hơi nứt nhẹ xíu không ảnh hưởng nha nè. Con này 1.9 triệu nha, máy thì còn rất là mới luôn, đẹp nguyên zin hết, nồng 34 ly, 26cc. Phiên bản này xài chụp giật trợ lực lớn cho anh em ha, kéo hết dây lên buông dây xuống là nổ nha anh em. Tum của nó thì tum liền ha, công tắc đây xuống là tắt nè, lên là chạy, giá 1.9 triệu thôi. Hai tay lái và nó xài ga bóp hệ nha anh em, ga bóp hệ ha. Cần đầu bò tem mạt, đồ trắng cỏ đâu là zin đầy đủ cho anh em mình hết luôn.
Rồi tiếp theo là qua K7 anh em. K7 là cái dòng máy này là Gilby. Ở ha, con này là Gilby 2620 nồng 34 ly 26cc ha. Nó thuộc cái hãng máy là của thằng Genoax Komatsu đời cao anh em. Cái đời này á là xài cái động cơ xăng trô với lại nên xài chế đồng tiền ga nó rất là lợi xăng nha anh em. Mà con này anh em nhìn vô nè, nó đẹp như một con máy mới luôn nha nè, nó đẹp như một con máy mới luôn nha, máy cực kỳ đẹp, cực kỳ mới anh em, không thua gì một con máy thùng luôn nha nè, quá đẹp, quá vip, 34 ly, 26cc luôn mà giá chỉ có là 1,7 triệu thôi, giá chỉ có 1,7 triệu thôi, bao ship tới nhà, đầy đủ phụ kiện đi kèm và tặng kèm theo cho anh em là thứ nhất là cái gom cỏ nè, ha, gom cỏ, còn em không lấy gom cỏ anh em được lấy nhát, nó quá giá quá rẻ cho anh em mình luôn ha. Ở cái vú bơm con này thì nó nằm ở sau đây nghe nè, nó nằm sau ha. Tem mạc rồi là còn đầy đủ, còn nguyên hết. Le thì anh em mình bật qua gì là đóng le ha. Giật nổ xong rồi hạ xuống nè. Đó, dây giật mới tinh luôn nha anh em, mới tinh thôi. Nói chung là con này rất là mới ha. Bugi đứng nè. Đó, tum của nó đây. Tum của nó là tum lề nha anh em, tum lề ha, Gilby. Đó, hai ta lái ra chết nha, công tắc đây. Lên là tắt nha anh em, xuống là chạy ha. Cần đầu bò rồi là zin nguyên bản nha anh em. Rồi tiếp theo là qua K8 nha anh em. K8 này là thuộc cái hệ máy của thằng là Kawasaki nha. Ở Kawasaki TZ27 nồng của nó là 34 ly 27cc nha anh em. Con máy này phải gọi là thuộc dạng siêu vip, siêu cọp, siêu đẹp luôn. Dòng máy Kawasaki thì nó là thuộc dạng là quá mạnh này. Con TZ này nó quá mạnh, quá bốc, quá bền và cái độ ổn định nó rất là cao anh em. Anh em mình về xài gia đình, đập cước, chặt cỏ cứng ha, là tuyệt vời, là bao mạnh luôn anh em. Và thêm cái nữa là con này anh em tum gời, anh em gáp xịt thuốc được luôn nha, gáp xịt thuốc được là chạy là khỏe ghê luôn nha anh em. Và bơm nước á thì bao mạnh rồi, mà máy cắt cỏ bên em á thì con nào bên em cũng có bán cái đầu bơm nước và con nào máy nào cũng gắn vô được hết nha anh em. Đó, con này là 2,3 triệu nha, máy móc đồ là nguyên zin ha, bình xăng lớn là zin nè, chụp giật là trợ lực nhỏ ha, chế là chế tay đỏ nghe nè, chế ga ngang, chế tay đỏ vú bơm trước nghe nè. Đó, bật vô như đóng le ha, lên ga là le nó nhảy về. Đó, nóc dập maden sa bằng luôn, nói chung có dập da bằng cho anh em ha. Đây, quá đẹp, quá mới nè. Đây, Kawasaki TZ27 ha, cần tum gời, tum nhỏ 41 vuông, tum 260 nha, gáp được xịt thuốc nghe nè, công tắc ha, xuống là tắt, lên là chạy, quá đẹp. Đó, tay lái nó thiếu một bên em gắn đầy đủ nghe nè, cần đầu bò rồi là zin hết nghe nè. K8 2,3 triệu. Rồi K8 2,3 triệu nha anh em. Tiếp theo là qua con K9 ha. K9 này là thuộc cái hệ máy của thằng là Makita Men 302, nồng của nó là 36 ly nha anh em, 31cc nha. Anh em lưu ý là nồng con này nó đến 36 ly nha anh em, 36 ly, 31cc nha anh em, là thuộc cái dạng máy to ha. Giờ anh em phát thơi, phát mướn, đập cước rồi thoải mái bao la, chặt cỏ cứng đồ này kia đều là ngon lành hết nha anh em. Con này thì giá của nó là chỉ có là 2,5 triệu thôi nha anh em. Giá 2,5 triệu nha, giá bao mềm luôn, một con máy lớn, máy Nhật mà giá 2,5 triệu thôi. Mà cái dòng máy này là đời cao nữa ha. Thứ nhất là nắp xăng cổ cao nè, dễ châm xăng. Cái thứ hai á là chụp giật của nó là trợ lực lớn. Chụp giật trợ lực lớn, mà con máy to thì được cái chụp giật trợ lực lớn anh em chỉ cần hai ngón tay kéo dây lên là chạy thôi. Đó, cái thứ ba nữa là nó chạy chế warm gòn anh em, rất là lợi xăng nha. Rất là lợi xăng ha. Tùm của nó là tùm nhôm, nhưng mà cái bố ở trong bố lớn anh em chạy tua cao rất là mạnh, rất là khỏe ha. Đó, máy móc rồi là liền lạc, còn khá là đẹp nha anh em. Hai ta lái ha, ga chết nè, càng trắng cỏ đầu bò, tem mạc đầy đủ, zin hết. K9 2,5 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo là con K10 anh em. K10 là con này là Mitsubishi TL 26 ha. Còn K11 là TL 261. Thì cái cặp này á thì nó hầu như là nó quá quen thuộc với anh em rồi đúng không? Nó phải gọi là nó quá quen thuộc rồi. Ở dòng này thì nói chung thì cực kỳ bền. Bền, dễ nổ, lợi xăng và đặc biệt nó bốc ha. Và hư đồ mới là nó có đồ mới hay hết.
Mà con này thì máy móc là zin nguyên bản nè, chỉ có thùng xăng lớn rồi làm thay mới thôi. Nó bởi làm thay mới thôi, chứ còn bao nhiêu là zin hết. Thì anh em mua máy bên em nè, cái chất lượng máy và cái nước sơn nó zin sao thì em để vậy ha. Chứ em không có sơn lại, không có sơn lại nha anh em. Đó ha, anh em phải lưu ý điều đó nha, bên em không có sơn lại đâu. Đó, bên em chỉ là phủ lớp keo thôi. Rồi, đồng 33 ly 26cc, máy móc bao zin cho anh em nguyên bản hết ha. Áo cái này nó hơi bẻ găng không ảnh hưởng nè, bởi vì bán cho anh em 2,2 triệu ha, chứ thôi là nó 2,350 triệu 2,4 triệu nè, với 2 chuyên quan gầu zin nè, nóc giặt da băng nè, máy móc zin nguyên bản nha, càng tum gời ha, tum gời tum 260, anh em mình gáp thì xịt thuốc luôn nha. Đó, công tắc nằm trên áo nè, hai tay lái ra chết ha, càng đầu bò zin nguyên bản K12 triệu nha nè. Rồi tiếp theo là con K11 nha anh em, thì cái con này thì nó vip hơn nha anh em. Đó, nó vip hơn ha. Đó, con này vip hơn là tên là 261, nó cũng 33 ly ha, 26cc. Nhưng mà cái dòng máy này thì rất là được anh em, nhiều anh em ưa chuộng săn đón hơn cái dòng tên là 26, bởi vì cái giá thành nó sẽ đội lên, ở với lại cảm giác chạy thì nó sẽ khỏe hơn tí xíu nha anh em. Con này giá 2,5 triệu nha, con này máy em bao đẹp cho anh em luôn, chỉ là thay cái thùng xăng mới thôi. Cái thứ nhất là anh em nhìn cái bộ chế quam gầu hai kim chế zin của nó nè, rất là mới nè, ốc còn 7 màu ha. Cái thứ hai á là lốc của nó dập da bằng nè, lốc lá còn rất là sáng, rất là đẹp nghe nè, nồng rồi là còn mới tinh luôn anh em thấy không, áo sống rồi là rất là đẹp luôn ha, áo zin theo máy còn luôn cái tem nhật nghe nè. Đó đây, tùm của nó là chưa chạy sơn luôn, quá đẹp, quá đẹp nghe nè. Cũng là càng tùm gầy tùm nhỏ tùm 260 ha. Phiên bản này á là tay lái thấp, tay lái tròn một tay, anh em thích thì để xài, còn không thích thì bên em sẽ gắn hai tay zin đẹp cho anh em mình. Càng trắng cỏ đầu bò zin nha anh em, K11 nha, 2,5 triệu. Rồi tiếp theo là con K12, là con cuối cùng nha anh em, mà con này cũng phải gọi là siêu to luôn. Con này là con Mitsubishi nha anh em, Mitsubishi ha, T180. Nồng của nó là 36 ly nha anh em, nồng của nó là 36 ly ha, 33cc nha anh em. Nói với lại là Mitsubishi TL33 là nó bằng nhau nha anh em. Đó, Mitsubishi T180 và Mitsubishi TL33 là nó nồng nó bằng nhau hết nha anh em. Đó, con này thì máy móc rồi là zin nguyên bản cho anh em hết nha. Đó, con này thì giá của nó là 2,5 triệu nha anh em. Đó, đặc biệt cái nó, đặc biệt gì cái áo nó bị bể, mà đặc biệt gì áo nó hơi bị nứt nha em, nhưng mà áo zin ha, nó hơi bị nứt nè. Nói chung là không ăn thua, nói chung con máy mạnh mà giá rẻ nha, giá chỉ có 2,5 triệu thôi. Đây là 33, hiện trạng bây giờ nó tầm cỡ 3,4 triệu lần nha anh em. Nó càng đẹp thì giá nó càng mắc nha. Máy móc là em bao zin hết nha anh em. Dòng này thì anh em về đập cước chặt cỏ cứng rồi là bao phê, bao mạnh cho anh em luôn ha. Cần của nó đây, cần của nó là tum nhôm ha, tum nhôm tum gầy, tum lớn bú lớn ha. Ở cần này anh em gắp được cho tê là 33, 43 rồi các kiểu anh em, 52 luôn nha. Ống cần cũng to, tầm cả 26 ha. Đó, zin đẹp hết. Hai tay lái nha. Đó, hai tay lái nha nè, hai tay lái ha. Cần đầu bò là zin hết nha nè. Rồi K12 2,5 triệu nha anh em, con này chạy bao mạnh bao phê nha, tại nãy xăng lên chưa kịp á. Đó, với lại cái nó có một điểm là áo nó hơi bị nứt nứt thôi nha anh em. Đó, nói chung là không ăn thua, về xài tốt ha. Rồi anh em chốt máy liên hệ vào số điện thoại giùm em là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một dấu like ha. Rồi bye bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em clip sau.